Mississippi là gì? Mississippi là một cuộc hành trình đầy sự trải nghiệm. Nó để lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm. Nó là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Nó có nhiều cái kỷ niệm rất là vui. Đặc biệt là những cái buổi đi cắm trại, các bạn có thể tự do chơi thể loại nhạc mà mình thích, có thể giao lưu, ăn uống và các hoạt động về teamwork. Các bạn đang xem Mississippi Việt Nam, hành trình xin được phép bắt đầu. Vui vẻ, bốc lửa, kỷ niệm, cảm xúc. Đăng ký rồi.